Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime với chuyên mục Q&A số thứ 3 diễn ra vào tối thứ 5, 2 tuần một lần. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với một số câu hỏi trên tab cộng đồng của Way to Way Anime nhé. Hãy cùng đến với video ngay thôi. Let's go! Câu hỏi đầu tiên là của bạn Nguyễn Mavic. Ad ơi, anime có thực sự nổi tiếng trên toàn thế giới hay không? Hay chỉ anime nổi tiếng ở Việt Nam và các nước châu Á? Anime là một nét văn hóa đặc biệt của Nhật Bản, đã có từ trước những năm 2000, nhưng chỉ thật sự bùng nổ vào thời từ những năm 90 đến năm 2005. Trong thời điểm đó, đã có rất nhiều bộ anime đình đám ra đời như Doraemon, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, đã mang tên tuổi và nét văn hóa này phổ biến rộng rãi ra toàn thế giới, đặc biệt là những quốc gia phát triển ở Âu Mỹ. Không chỉ vậy, ngoài anime ra, thì manga của Nhật cũng vô cùng nổi tiếng. Bộ manga nổi tiếng nhất của Nhật, không cần nói các cậu cũng biết, đó là Doraemon. Tên tuổi của bộ truyện này có thể nói là không ai không biết đến. Ngoài Doraemon ra, thì những bộ truyện như Inuyasha, Bột Giặt và Conan cũng là vô cùng nổi tiếng. Dựa trên những điều đó, những ngành công nghiệp khác như game cũng đã phát triển một cách hùng hậu. Ví dụ điển hình như cơn sốt Pokemon Go toàn cầu vài năm trước thể hiện rõ sức hút của ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, mỗi quốc gia sẽ ưa chuộng từng bộ anime khác nhau bởi những văn hóa khác nhau. Ở Mỹ thì người dân ưa chuộng những bộ như Pokemon, Naruto, Digimon, Thủy thủ của chị Hằng, chứng tỏ rằng văn hóa này của Nhật Bản vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu hỏi thứ hai của bạn Girl X Battle. Ad ơi cho em hỏi, trong cuộc đối thoại của vua tinh linh và Mad Gear, ta biết trong quá khứ, cả hai người từng có ân oán và chạm trán với nhau. Vậy tại sao vua tinh linh và Mad Gear lại có thể chạm trán nhau, trong khi vua tinh linh chỉ có thể được triệu hồi đến nhân giới bằng cách phá hủy một trong 12 chìa khóa hoàng đạo? Việc Mad Gear đến được tinh linh giới càng không thể, mong Ad giải đáp. Thì chúng ta xin trả lời câu hỏi của bạn Girl X Battle như sau. Điều kiện để có thể triệu hồi vua tinh linh, người triệu hồi phải sở hữu ít nhất 3 chìa khóa vàng trong 12 tinh linh cung hoàng đạo và phá hủy một trong 3 để triệu hồi. Mối quan hệ của người triệu hồi và tinh linh phải có tình cảm mật thiết. Trước Lucy đã có rất nhiều người hội tụ đủ điều kiện này nhưng không có khả năng triệu hồi vì không biết cách cộng thêm cái giá phải trả. Trong phim ta được biết chỉ có duy nhất Lucy là từng triệu hồi được vua tinh linh. Trước đó thì cũng đã từng có trường hợp vua tinh linh đến trái đất vì sự kiện của Loki, chứng tỏ vua tinh linh có khả năng đến nhân giới tùy ý. Dựa vào những điều vừa nói trên, ta có thể đi đến kết luận rằng trước đây vua tinh linh đã từng đến nhân giới bởi một lý do nào đó. Ông đã chạm trán với Mad Gear và cả hai đã xảy ra xung đột với nhau, dẫn đến việc hai người hình thành nên một mối hiềm khích từ trước. Trong cuộc đối thoại với vua tinh linh và Mad Gear, cả hai đều nói rằng đã rất lâu rồi. Chứng tỏ cuộc chạm trán của hai người đã diễn ra từ rất lâu về trước vì cả hai đều là những thực thể bất tử. Hiện tại, tác giả Mashima Hiro vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào cho trường hợp này, nên hiện tại những gì tớ nói chỉ là giả thuyết. Câu hỏi thứ 3 của bạn Đức Nguyễn Lê Anh. Cho em hỏi là trang phục tinh linh của Lucy làm sao có được vậy ạ? Mà nếu thế thì Yukino của Sabertooth có trang phục tinh linh không ạ? Mong ạ trả lời. Trang phục tinh linh bạn nhắc đến chính là tinh phục, một ma pháp liên kết giữa người triệu hồi và tinh linh. Để có thể sử dụng được ma thuật này, đòi hỏi tinh linh pháp sư và tinh linh của họ phải có một mối quan hệ mật thiết. Khi sử dụng, tinh linh pháp sư sẽ trang bị một bộ trang phục được tạo ra từ sức mạnh tinh linh của mình. Trên người họ sẽ xuất hiện một hình xăm tượng trưng cho tinh linh mình sử dụng. Người sử dụng có thể sử dụng một phần sức mạnh của tinh linh đó. Trong phim thì ta chỉ thấy duy nhất Lucy sử dụng được ma thuật này. Tuy nhiên, trên lý thuyết, tất cả tinh linh ma đạo sĩ đều có thể sở hữu tinh phục nếu họ đủ sức mạnh ma thuật và sự gắn kết với tinh linh. Chính vì vậy, Yukino hoàn toàn có thể sử dụng tinh phục nếu hội tụ đủ điều kiện kể trên. Câu hỏi thứ tư của bạn Thị Bích Võ. Anh cho em hỏi, dâu đen có mạnh bằng hoặc hơn các tứ hoàng còn lại không ạ? Về câu hỏi của cậu, tôi xin được nói sơ qua về sức mạnh của dâu đen. Dâu đen nhìn chung khá mạnh ngay từ khi còn ở trong băng dâu trắng. Có điểm đáng đặc biệt chắc chắn phải kể đến đó chính là tính cho đến thời điểm hiện tại, hắn là người duy nhất có khả năng hấp thụ hai trái ác quỷ. Một trái được cho là mạnh nhất hệ Logia là trái Yami Yami no Mi. Trái thứ hai chính là Gura Gura no Mi, cũng là trái được xem là mạnh nhất hệ Paramecia. Chưa kể, hắn đã từng chiến đấu với Shanks và để lại trên mặt anh ba vết sẹo. Hắn dễ dàng hạ gục ba đội trưởng mạnh mẽ của băng dâu trắng là Ace, Touch và Marco. Vậy câu trả lời ở đây quá rõ ràng rồi. Dâu đen hoàn toàn có thể mạnh bằng các tứ hoàng. Mạnh hơn thì chưa biết, vì qua time skip, chúng ta chưa thấy hắn thể hiện sức mạnh của mình bá đạo đến mức nào. Theo tớ thì dâu đen hoàn toàn có thể trở thành trùng cuối của bộ truyện, là một đối thủ đáng gờm của bất cứ ai đang nhòm ngó kho báu One Piece. Câu hỏi thứ 5 của bạn Hoàng Minh Béo Đỗ. Trái Gomu của Lu có các dạng gear, thế các trái khác sao không có? Mong anh trả lời. Tớ xin được trả lời câu hỏi của cậu như sau.
kia không phải tự dưng mà Luffy có được, tất cả là do quá trình luyện tập mà chúng ta cũng đã được thấy trong phim. Kia được tạo ra là do Luffy lợi dụng đặc tính của trái ác quỷ mà mình có thể nâng cấp khả năng chiến đấu. Thực ra, không chỉ có Luffy có khả năng lợi dụng trái ác quỷ của mình để tạo ra sự nâng cấp sức mạnh. Chúng ta có thể thấy Ino cũng đã sử dụng khả năng của trái ác quỷ của mình và biến thành dạng thể mới, được gọi là dạng 200 triệu volt Amaru. Vậy nên, không chỉ có trái Gomu mới tạo ra được Gear khác, các trái ác quỷ có tạo được thể khác hay không còn dựa vào người sở hữu tận dụng khả năng của trái ác quỷ đến mức nào. Câu hỏi thứ 6 của bạn Phúc Đặng Nguyễn Bảo. 1. Bài opening và ending hay nhất của Ad là gì? 2. Giữa Rock và Roger thì anh nghĩ ai mạnh hơn và có nhiều tiền truy nã hơn? Về câu hỏi đầu tiên, tôi thấy bài Hard Knock Day của nhóm Generation là opening cho Ash Dressrosa là hay nhất. Về ending, thì tôi thấy bài Asuwa Kurukara của nhóm Dombashinki là ending của Ash Inis Lobby là hay nhất đối với tớ. Về câu hỏi thứ hai, tớ xin được trả lời như sau. Chúng ta đều biết trong quá khứ, Rock từng bị đánh bại bởi Roger, nhưng không chỉ riêng Roger mà còn cả sự giúp sức của Cap. Vậy nên nếu nói Roger solo với Rock thì có lẽ sẽ rất khó nhằn, nên Roger mới cần sự giúp đỡ từ Cap. Nên nếu nói về quá khứ, tớ xin được đưa ra giả thuyết Rock mạnh hơn Roger và tiền truy nã cũng hơn Roger. Nhưng tớ nghĩ để thêm vài năm nữa khi Roger có thêm nhiều kinh nghiệm thì có lẽ là ngang bằng sức mạnh với Rock. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết chủ quan do tớ cảm nhận. Sự thật như nào có lẽ sẽ được Oda tiết lộ sau. Câu hỏi thứ 7 của bạn Bách Nghiêm. Trong Boku no Hero Academia thì ai đó không phải vô năng nhận ôm pha của All Might thì sẽ như thế nào? Nếu một người đã có sẵn năng lực thừa kế One for All thì người đó sẽ sở hữu từ hai năng lực trở lên cùng một lúc. Ví dụ, nếu Mirio Togata thừa kế One for All thì anh ta sẽ có hai năng lực. Một là Permeation và hai là One for All. Nhưng nếu một người đã sở hữu hai năng lực từ khi bẩm sinh như Todoroki, Shoto thì nếu cậu được thừa kế One for All, cậu sẽ có tổng cộng 3 năng lực. Trước All Might và Izuku là hai người vô năng thừa kế One for All, đã có người tiền nhiệm trước đó có hai năng lực, đó là người kế thừa thứ 7 của One for All, Nana Shimura. Ngoài One for All thì năng lực còn lại của bà là Float. Năng lực này giúp cơ thể bà có thể lơ lửng trong không trung. Chưa có thông tin nào rõ ràng rằng những người tiền nhiệm trước có năng lực nào khác ngoài One for All. Có một thông tin bổ sung dành cho các cậu, đó là trước khi gặp Midoriya Izuku, All Might đã có ý định trở thành giáo viên của trường UA rồi. Điều đó cũng có thể hiểu rằng All Might đến UA để tìm kiếm người kế nhiệm phù hợp cho One for All. Mà học sinh ở UA chắc chắn là đã sở hữu năng lực bẩm sinh rồi. Nên chúng ta có thể thấy được ý định ban đầu của All Might là trao One for All cho một người đã sở hữu năng lực bẩm sinh. Câu hỏi thứ 8 của bạn Bảo Phan. À, cho em hỏi là Midoriya lúc nằm mơ trong tập cuối season 4 có thấy một người đàn ông tóc trắng. Vậy át có suy nghĩ gì về người đàn ông này? Điều đầu tiên, nếu bạn nào chưa xem tập phim này và không muốn bị spoil thì hãy đi xem đi rồi quay trở lại với video này sau nhé. Tớ không đọc manga trước khi xem phim và cũng không tìm hiểu về bản manga trước khi xem vì tớ muốn có một trải nghiệm tốt nhất khi xem phim nên những suy nghĩ sau đây của tớ đều dựa theo ý kiến cá nhân. Chúng ta có thể thấy, trong giấc mơ, Izuku đã gặp những người tiền nhiệm đã mất của One for All đứng xếp thành một hàng ngang gồm 7 người tất cả. Và thực ra trong giấc mơ của Izuku không chỉ có một người đàn ông tóc trắng mà có tận 2 người cơ, một người tóc ngắn và một người tóc dài. Người đàn ông tóc ngắn đang cố gắng giết người có mái tóc dài. Khi Izuku cố gắng lấy tay để cứu lấy người đó thì ông ta đã nắm lấy tay của cậu và nói rằng cậu là người thứ 9, tức là Izuku là người kế thừa thứ 9 của One for All. Ta có thể suy ra rằng người đàn ông tóc dài là người sở hữu One for All đầu tiên qua lời nói đó, còn người đàn ông tóc ngắn là All for One, là người sở hữu năng lực có thể cướp đi năng lực của người khác, đang cố gắng giết người sở hữu đầu tiên vì không thể đánh cắp được One for All. Và có lẽ đó cũng là lý do All for One đã giết tất cả những người kế nhiệm của One for All trước khi họ chuyển năng lực cho người kế tiếp để không ai có thể đánh bại hắn ta. Và nhìn vào màu tóc trắng của hai người đàn ông đó thì có thể hai người đó có quan hệ máu mủ với nhau như là anh em chẳng hạn. Câu hỏi thứ 9 của bạn Dương Gaming. Ad ơi cho em hỏi, Deku được All Might truyền sức mạnh bằng cách cho Deku ăn tóc có chứa ADN của mình. Vậy nếu một người nào đó vô tình ăn phải tóc của All Might thì có nhận được One for All không ạ? Mong Ad trả lời. Câu trả lời cho câu hỏi này là không, bởi vì One for All không thể bị đánh cắp hay vô tình được truyền từ người này sang người khác được. Vì ngoài ADN của người sở hữu thì năng lực này cần sự đồng thuận của người tiền nhiệm trước đó nữa. Đó cũng là lý do vì sao All for One không thể cướp được One for All. Ngoài All for One ra, trong suốt bộ phim cũng có hai ví dụ về việc này. Một là khi Izuku chiến đấu với Stain, Hero Killer. Stain có năng lực là làm đối thủ tê liệt tạm thời bằng cách nuốt mẫu máu của họ. Nhưng khi Stain nuốt mẫu máu của Izuku,
One for All không hề bị chuyển giao. Trường hợp thứ hai là Toga Himiko của Liên minh Tội phạm. Cô có năng lực là cải trang thành người khác sau khi ăn máu của họ. Trong trận chiến với Overhaul, mà trong đó có sự can thiệp của Liên minh Tội phạm, Toga đã cải trang thành Deku bằng cách ăn máu của cậu và không hề nhận được One for All. Câu hỏi thứ 10 của bạn danh VN. Cho em hỏi, nếu như Hinata không cưới Naruto mà cưới Sasuke thì con của họ sẽ mạnh như thế nào? Mong được lên sóng, chúc em một ngày tốt lành. Trong tập truyện Q&A with Kishimoto, ta thấy có một câu hỏi tương tự như câu hỏi của bạn danh VN và câu trả lời ở đây là mắt phải là Sharingan, còn mắt trái sẽ là Byakugan. Tuy nhiên, chưa từng có sự kiện này xảy ra trong series Naruto hay Boruto, nhưng hãy cùng tớ giải thích sâu hơn về trường hợp 50-50 này nhé. Câu hỏi thực sự ở đây đó là khi sở hữu cả hai con mắt huyền thoại này thì người sở hữu sẽ sử dụng nó ra sao? Tớ xin lỗi vì đã tự hỏi lại chính mình, nhưng chỉ là để giúp các cậu hiểu rõ hơn khi trường hợp này xảy ra mà thôi. Theo như lời Madara, khi hắn mới chỉ có một Rinnegan, hắn nói rằng nhãn thuật hiệu quả nhất là khi chúng hoạt động theo cặp, tức là phải có đôi có cặp mới có thể tối đa khả năng sử dụng của nhãn thuật đó. Tuy nhiên, khi sở hữu một Sharingan và một Byakugan, người dùng sẽ khó có thể sử dụng hết khả năng của hai con mắt này. Trong đó, cặp mắt Byakugan sẽ cho phép người sở hữu có khả năng nhìn 360 độ, trừ một điểm mù nhỏ. Vậy, nếu chỉ có một Byakugan, tầm nhìn đó có thể sẽ không được hoàn hảo nữa. Còn Sharingan thì có thể linh hoạt hơn khi một mắt vẫn có thể nhìn thấu chakra, cũng như tạo ra ảo thuật mà không cần đến con mắt thứ hai. Trong series Naruto đã có cả hai trường hợp sử dụng một mắt Sharingan và Byakugan rồi. Đó là Kakashi sử dụng một Sharingan và Ao sử dụng Byakugan. Và có vẻ như họ vẫn có thể sử dụng tốt chức năng của cả hai con mắt này. Nhưng như tớ đã nói, nó sẽ không hoàn hảo khi có cả hai con mắt cùng loại. Thêm vào đó, cơ chế kích hoạt của Byakugan và Sharingan hoàn toàn khác nhau. Khi Byakugan chỉ cần luyện tập đều đặn là có thể sử dụng thành thạo, còn Sharingan thì phải có cảm xúc mạnh mới có thể kích hoạt lần đầu tiên. Hơn nữa, còn là các cấp bậc phức tạp của Sharingan cũng sẽ là một vấn đề nan giải nếu giả sử một người sở hữu cả hai con mắt. Nói qua cũng phải nói lại, việc có cả Sharingan và Byakugan trong một trận chiến là một điều hết sức có lợi, bởi Sharingan giúp người sở hữu kiểm soát ảo thuật và tạo ra các bí thuật đặc biệt mà ít ai có được. Ngoài ra, Byakugan giúp người sở hữu có tầm nhìn toàn diện, tránh các đòn tầm gần, và đặc biệt là tăng tầm ảnh hưởng cho ảo thuật của Sharingan giống như Kaguya đã từng làm khi khai triển Tsukuyomi vĩnh cửu. Tớ rất mong sẽ có một ngày trong series Boruto chúng ta được nhìn thấy một nhân vật sở hữu cả hai con mắt Sharingan và Byakugan. Và cuối cùng, câu hỏi thứ 11 của bạn Phát Huynh. An ơi cho em hỏi, trong Naruto, khi thằng Uchiha Madara già sắp chết, hắn dùng Izanagi biến thực tại thành ảo thuật, giúp hắn có thể tiếp tục sống. Vậy tại sao hắn lại không mất đi một con mắt giống như tộc nhân Uchiha khác? Mong An giải thích giùm em, thanks ad. Tôi cũng đã giải thích trong video huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha rồi. Link tôi sẽ gắn phía trên góc bên phải màn hình. Khi Madara sử dụng Izanagi lên chính bản thân, ông ta đã hoàn toàn mất một con mắt Sharingan như bao thành viên khác trong gia tộc. Tuy nhiên, trước khi bị Hashirama kết liễu, ông ta đã kịp cắn một miếng thịt của Hashirama và sử dụng nó để chữa vết thương của mình. Với tế bào của Hashirama, cùng với dòng máu của Uchiha, Madara đã thức tỉnh được Rinnegan thuần khiết. Do vậy, con mắt Sharingan bị mù đã hoàn toàn được chữa khỏi. Và đó là tổng cộng 11 câu hỏi mà chúng tôi đã chọn lọc để cho lên sóng trong video Q&A số thứ 3 này. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến nào khác, hay có những câu trả lời các cậu chưa rõ, thì hãy để lại góp ý của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho Way Too Weird Anime. Và chúng tôi sẽ gặp lại các cậu trong những video lần sau. Way Too Weird, out!